Rồi mình chào tất cả anh em nhé. Hôm nay số mình sẽ cho anh em mình úp rom máy Nokia E72 nhé. Chạy tiếng Việt đấy, mình sẽ chạy tiếng Việt cho máy Nokia E72. Thì hiện tại bên mình đây này, con như này mình chưa có tiếng Việt thì mình sẽ cài tiếng Việt cho anh em nhé. Đó, máy bên mình là cam kết máy zin cho anh em nhé. Anh em mình có thể là liên hệ với mình để có thể là mình mua máy về sưu tập nhé. Đó, rất nhiều máy zin, máy in vỏ còn có nhé, máy in vỏ giá sẽ rẻ hơn. Đó, thì mình giới thiệu qua này. Hiện tại bây giờ Nokia nó đang có, mình sẽ hướng dẫn anh em mình là chạy version là version dùng thấp nhưng version cao. Tất cả version sẽ lên version là 0.91003 nhé. Thì ngoài ra sẽ có một cái version nữa là version 004. Đó, 004 này thì mình sẽ có một cái video sau để hướng dẫn anh em mình chạy lên tiếng Việt nhé. Version 004 này không có tiếng Việt anh em ơi, sẽ có cách để mình dắp đè file tiếng Việt lên. Đó, thì sau sau mình sẽ hướng dẫn nhé. Còn tất cả anh em mình có version thấp hơn version 0.91003 này thì mình cài tiếng cái version này nhé. Ok, mình sẽ có cái video hướng dẫn cho anh em mình trên máy tính nhé. Anh em mình để ý xem video nhé. Ok, đây là tất cả các cái mẫu máy zin bên mình nha, anh em mình có thể là liên hệ với mình nhé. Ok, rồi mình vừa nói về các cái version để mình lên đời máy thì đầu tiên anh em mình sẽ dùng version là 0.91003 nhé. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ phải cài các cái phần mềm cần thiết để cho chạy phần mềm nhé. Đầu tiên sẽ là cái Nokia Suite này. Cái Nokia Suite này mục tiêu để làm gì? Để là cài driver cho máy, nhưng mà sẽ nhận máy nó sẽ nhận driver của Nokia E72 để nó chạy firmware nhé. Đó thì anh em mình cài thôi. Mình có link ở dưới anh em mình tải về nhá. Đó. Mình tải về và mình cài cho mình nhá. Mình next thôi, cứ vậy next thôi. Đó, rất nhanh thôi. Cài thì về bọn này rất là nhanh. Đó. Mình sẽ dạy anh em mình chi tiết từ đầu đến cuối chứ mình không cắt đoạn nào nhé. Đợi chút máy sẽ cài xong rồi. Đó, mình sẽ cài về. Anh em mình cứ tải về và cài thôi nhá. Mình không cắt anh em mình, là nếu đoạn nào nó lâu quá anh em mình tua qua cho mình nhá. Mình không cắt đâu. Thì mình nói qua là hiện tại là tất cả các máy dòng máy có cái cổng Miglo để mình chạy ấy, thì đều đều cài tiếng Việt, cài ROM được anh em nhé. Và cũng phải tùy từng cái version, cái ROM của nó nữa. Đó, ok. Như vậy là mình cài xong cái Nokia Suite. Tiếp theo mình cần nó cần là cái Nokia Bed. Đây cái info cái Nokia Bed box này mình sẽ có cái link ở dưới phần mô tả, anh em mình tải về và giải nén ra. Sau khi giải nén ra thì mình một cái file Nokia Bed như thế này. Đó, thế thôi. Cái Nokia Bed này thì mình sẽ dùng chạy phần mềm nhá. Thì mình sẽ để sau. Đầu tiên thứ hai tiếp theo đó là mình sẽ dùng cái file RM là file quay đấy, còn là ROM đấy. Ok, thì mình sẽ vào trong cái ROM này. Đó, nó sẽ có một cái tên như này, anh em mình vào kịch. Đấy, vào kịch thì nó sẽ có một cái tên RM530 như này. Em sẽ copy như này. Copy nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ chuyển cái file này vào trong bộ nhớ C. Bộ nhớ C là gì? Bộ nhớ C là sẽ cái Nokia Bed đấy, nó sẽ dùng cái bộ nhớ C này, rồi lấy dữ liệu từ bộ nhớ C này để nó chạy lên áp file rơi quay quay lên trên cái bed này nhá. Anh em mình để ý kỹ này. Thì mình sẽ vào ổ C này. Mình sẽ vào cái program file này. Đó. Thì mình kéo xuống. Ok, trong này nó chưa có file đúng không? Thì mình sẽ tạo một cái file. Đầu tiên là mình làm sẽ new này. New này, folder này. Đó, em sẽ tạo một cái file sẽ là tên là Nokia. Đây. Nokia. Đó. Tiếp theo là mình vào Nokia. Mình sẽ tạo tiếp một cái folder nữa. Tên là Phonix. Phonix đó, Phonix nhá, anh em để ý kỹ này. Mình sẽ để cái link tất cả các cái tên folder này cho anh em mình để em mình copy và vào cho nó đỡ sai nhá. Phonix này tiếp theo một cái file nữa, anh em sẽ tạo lên là product lô đó đắc s nhá. Đó, ok. Đấy, tất cả file Nokia này, Phonix này, product này và product đây này, nhìn cái đường link nó này. Đó, anh em tạo tên đi như mình nhá. Rồi mình sẽ copy cái vừa nãy vào cái file RM530 vào. Đó, đây chính là version 0.91003, anh em nhớ ý kỹ này. Đó, ok. Đây là bước tiếp theo mình đã xong rồi nhá. Mình tiếp theo mình sẽ vào lại cái file Nokia Bed. Bây giờ đến bước cài đặt ROM nhá. Đó, anh em mình vào này. Anh em mình vào Bed, ấn vào Bed này. Ok chưa? Đó, nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Đây là bảng chạy ROM. Đó. Anh em mình tìm kiếm cho mình cái RM530. Đó, nó sẽ hiện đây, nó sẽ tự gọi cái
cái các cái file này từ OC sang nhá. Đó, đây, cái bước copy đấy xem nào, rồi gọi file, mình sẽ gọi file từ đấy sang. Đó. Tiếp theo mình sẽ kích vào những cái này cho mình. Git mode này, set normal này, reset NT này và factory reset này. Đó, anh em lưu ý này, chỉ bỏ một cái trên PC này thôi. Thực ra anh em mình thích cái trên PC này cũng được nhá. Đó. Mình nhấn format thì anh em mình lấy cái cáp USB ấy. Đây mình sẽ cho anh em xem này ở video nhá. Anh em này, để ý này, cái cáp USB này, đó, này chân này này. Anh em mình anh em nhấn format này. Nhấn format này. Đó, mình sẽ tay như cái máy này chưa có tiếng Việt đúng không? Mình sẽ lấy pin đã. Ok, mình sẽ lấy pin. Pin từ máy này, tất cả máy bên mình đều là pin zin anh em nhá. Pin zin cũ. Đó thì mình sẽ đầu tiên anh em mình sẽ cắm cáp. Cắm cáp thì tất cả máy Nokia khác anh em làm tương tự nhá. Cắm cáp này. Đó, đầu tiên là mình sẽ cắm cáp. Ok chưa? Cắm cáp này, sau đó mình sẽ nạp pin. Đó, mình sẽ nạp pin. Đó. Máy sẽ nhận. Đó, nhận xanh xanh như thế này ok anh em nhá. Mình sẽ đợi. Ok, mình sẽ đợi nó chạy nhá. Tầm 1 phút rưỡi anh em ơi. Mình sẽ không cắt video nhá, mình sẽ để im video vậy. Thì trong trường hợp này mình sẽ theo qua anh em mình cắt máy bên mình nhá. Bên mình đây này, anh em nhìn vỏ zin này. Đó, mình ok vỏ zin nhá. Rất đẹp anh em ơi. Đó, thì bên mình cam kết là chuẩn cho anh em nhá. Anh em mình có thể là liên hệ với mình để đặt máy nhá. Đây. Mình sẽ làm qua một con máy vỏ thay như thế này. Vỏ thay thì giá sẽ rẻ hơn. Nhưng mà nói chung là dùng vẫn ok anh em ơi. Vỏ thay thì đây là con này vẫn là phím zin rồi anh em ơi. À, con này mình thử phím zin mình lắp vào thôi, còn phím zin phím thay nó sẽ khác. Nó sẽ không được chắc chắn như phím zin. Nhưng vỏ thay thì nó sẽ có giá rẻ hơn. Anh em mình dùng trải nghiệm vẫn ok anh em nhé. Chất lượng vẫn thoải mái. Đó, đây là máy vỏ thay nhá. Anh em nhá. Nó nhìn khác nhau nhiều lắm anh ơi. Đây. Vỏ thay vỏ zin nhá. Nó khác nhau. Đó. Chất lượng nó khác nhau. Đó, thì tùy anh em mình mua máy nào cũng được. Thì bên mình vẫn bảo hành cho anh em mình thoải mái nhá. Bảo hành 3 tháng cho anh em nhá. Đó. Như này gần xong rồi anh em ơi. Đó. Ok. Đó. Đây này. Máy nhấn connect phone như này là ok rồi anh em nhá. Mình sẽ đợi máy khởi động này máy. Anh em để ý này, đấy, chữ Nokia bắt đầu hiện này. Đó, mình không cắt được tí video đâu nhá anh em nhá. Anh em mình có thể là lỗi gì mình báo bên mình luôn. Đó. Đấy. Như thế là xong rồi, anh em bút cáp ra nhá. Bút cáp ra. Mình sẽ chọn Việt Nam. Việt Nam. Ok này. Ok này. Đó, thì tiếp theo nó sẽ hiện mình hỏi mình là mình có dùng tiếng Việt hay không. Thì ok được mấy tí nó sẽ hiện lên. Anh em mình nhấn yes là nó sẽ khởi động lại và có tiếng Việt thôi. Rất là nhanh anh em ơi. Chạy phần mềm rất là dễ luôn. Đó. Anh em mình đây hỏi tiếng Việt anh em nhân có thôi, máy sẽ khởi động lại. Đó, ok, đây là máy màu đen anh em nhé, phím zin mềm mại, zin vỏ zin. Anh em mình chỉ mua về và dùng thôi. Giọt này nghe giọt rất là sướng anh em ơi, giọt rất là sang nhá. Nokia E72, đây là Nokia E72i nhá anh em nhé. Bản i này, bản này rất là chuẩn anh em ơi. Đó. Đây này, tiếng Việt này rất ok anh em ơi. Thế là dùng thôi. Đó, đây mình sẽ kiểm tra cái đời version này. Ở tí nữa thì nó vừa khởi động lại firmware có nào. Máy như mới anh em nhá, không phải có một tí là gì gọi là cuộc gọi của người cũ hay danh bạ gì. Về mới tinh nhưng mua mới luôn. Đó. Không là mới này. Anh em này, đây là cái version của nó này. Đó. Ok, cảm ơn anh em xem video nhá. Đó thì ok, anh em mình nào cần máy với mình thì có thể liên hệ với bên mình hoặc qua cái link dưới phần mô tả có page của bên mình nhá. Page và đây em đây là sẽ xem trên YouTube hoặc trên page của mình đều đăng trên cả hai nhá. Thì anh em mình đặt máy có thể liên hệ với mình. Giá thì máy bảo zin sẽ cao hơn máy bảo thay. Nhưng mà nói chung là giá cũng ok. Bên mình là bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1 nhá. Đó. Thì máy kèm phụ kiện đầy đủ là pin zin này. Pin zin và sạc cho anh em nhá. Đó. Ok anh em, cảm ơn anh em xem video nhá. Anh em mình có thể hệ bên mình nhé. Cảm ơn xem video.